Vậy là mùa giải 2023 đã kết thúc và Aston Martin có vẻ đã không phải câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ là đối trọng lớn nhất của Red Bull trong mùa giải này. Với sự xuất phát đầy mạnh mẽ ở đầu mùa giải, các fan hâm mộ đều cho rằng họ sẽ đem đến một mùa giải đầy thử thách cho nhà vô địch của chú bò đỏ. Không như vậy, họ còn phải nhường lại vị trí thứ 2, 3 và 4 cho những Mercedes, Ferrari và McLaren. Ở trên bảng xếp hạng thử sữa mùa giải, Aston Martin đã có một cuộc hành trình đầy cảm xúc trong mùa giải 2023 này khi bước đến chặng đua Bahrain với kết quả và tốc độ mà không ai có thể ngờ tới. Alonso đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là vấn đề khi anh đã mang đến cho những fan hâm mộ của mình một màn biểu diễn xứng đáng với chức danh là nhà vô địch hai lần với 32 trận thắng trên tay của mình. Tài năng của Alonso không phải là thứ duy nhất đã giúp cho Aston Martin gặt hái được những kết quả tốt này ở đầu mùa giải, mà nó còn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội đua với những kỹ sư đầy kinh nghiệm từ Red Bull hay Mercedes. Không chỉ giành được cho mình những thành viên của các đội đua lớn, mà Aston Martin đồng thời cũng có được những phản hồi rất quý giá từ tay đua Sebastian Vettel trước khi anh rời F1 để có thể xây dựng một chiếc xe hoàn hảo hơn khi bước vào mùa giải 2023. Đây là một thành công rực rỡ dành cho họ khi ở năm 2022, Aston Martin chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Việc phát triển xe từ sớm của Aston Martin đã mang lại cho đội đua này những kết quả đáng ngưỡng mộ khi ở đầu mùa giải, đội đã liên tiếp bước lên bục podium ở Arab Saudi, Úc, Miami, Monaco và Canada. Dù vậy thì mọi niềm tin và hy vọng của các fan hâm mộ về một chiến thắng sau nhiều năm chờ đợi của Alonso dần đi vào dĩ vãng kể từ chặng đua Spanish GP. Đây chính là nơi mà fan của Alonso đều mong đợi. Chiến thắng thứ 33 sẽ thuộc về tài năng trẻ xứ Catalan này, nhưng ngược lại thì anh không chỉ không được bước lên bục podium mà còn tồi tệ hơn. Anh ngậm ngùi ngước nhìn Lewis Hamilton và George Russell của đội đua Mercedes tận hưởng kết quả thứ 2 và thứ 3 của họ, trong khi anh chỉ gặt hái cho mình được 6 điểm khi về đích ở vị trí thứ 7, thua cả cổ ấm của Aston Martin là Lance Stroll về đích ở vị trí thứ 6. Điểm yếu của Aston Martin càng trở nên rõ rệt hơn khi họ không thể mang gói nâng cấp cho xe sớm như các đối thủ của mình, và vì vậy, hiệu suất của chiếc AMA23 đã bị giới hạn một cách đáng kể. Đỉnh điểm là việc phanh bị quá nhiệt ở các chặng đua như ở Cota và Mexico City GP, khi setup ở thời điểm đó của Aston đã không thể giảm nhiệt cho phanh đủ nhanh, khiến cho Alonso và Stroll đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể kiểm soát được nhiệt độ của phanh. Bên cạnh đó thì chiến thuật cũng là một trong những vấn đề rất lớn đang còn tồn tại tại trong đội đua này. Đã rất nhiều lần Aston Martin có thể đem về cho mình được kết quả tốt, nhưng họ đã bỏ lỡ nó khi bắt các tay đua của mình phải theo những chiến thuật khó hiểu. Monaco là một ví dụ điển hình cho Aston Martin ứng biến chiến thuật tệ như thế nào. Ở vòng thứ 54 của Monaco GP, Alonso đã được đội gọi vào để thay lốp với điều kiện thời tiết lúc đó rõ ràng là đang mưa. Lựa chọn lốp hợp lý nhất của Alonso ở thời điểm đấy sẽ là lốp trung gian. Tuy vậy thì khi tay đua người Tây Ban Nha mang chiếc AMA23 của mình trở lại đường đua, ai nấy cũng rất ngạc nhiên khi Aston Martin đã chọn lốp trung bình thay vì trung gian. Sau khi không thể nào điều khiển được chiếc xe của mình ở điều kiện thời tiết này, Alonso đã phải tốn thời gian vào thay lốp một lần nữa để có thể lắp bộ intermediate lên, và đồng thời cũng vẫy chào tạm biệt với cơ hội giành được chiến thắng thứ 33 duy nhất trong mùa giải này. Cậu con trai cưng của ông chủ Lawrence Stroll cũng là một trong những lý do mà Aston Martin đã phải nhường lại vị trí thứ 4 của mình trên bảng xếp hạng dành cho McLaren. Trong suốt cả mùa giải 2023 của tay đua người Canada này, anh chỉ đem về được cho mình 74 điểm, cách xa hẳn so với người đồng đội của mình 132 điểm. Đây là khoảng cách điểm giữa hai người đồng đội lớn thứ nhì, chỉ sau Max Verstappen và Sergio Perez, vì anh không thể ghi được điểm nào với chiếc AMA23 sau 6 chặng đua của nửa sau mùa giải, đã khiến cho nhiều người xem phải đặt ra câu hỏi liệu Lance có thực sự xứng đáng với chiếc ghế F1 của mình hay không. Tai nạn cũng không phải là điều lạ lẫm với Lance khi chỉ riêng trong mùa giải năm nay, đặc biệt nhất chính là pha mất lái của anh ở Singapore GP. Chỉ riêng tai nạn này đã tốn đội đua hơn 1,2 triệu đô tiền sửa chữa và thay thế các bộ phận của xe. Xét về mặt tuổi tác thì ta có thể cho rằng Lance còn trẻ và để so sánh anh với Alonso là một điều không hợp lý, nhưng ta không thể quên được rằng Lance đã tham gia F1 được 6 năm và đây không phải là một quãng thời gian ngắn, và những tay đua có ít thời gian hơn trong F1 hơn anh như là Lando Norris hay George Russell còn có thể gặt hái được nhiều thành quả tốt hơn, thì Lance có lý do nào để có thể biện hộ cho một màn trình diễn tẻ nhạt này. Tuy vậy thì ta cũng không thể phủ nhận được những sự cải thiện vượt bậc của Aston Martin ở mùa giải này. Họ đã vươn lên từ vị trí thứ 7 của mùa giải 2022 đến vị trí thứ 5 ở mùa giải 2023 trên bảng xếp hạng các đội đua. Chiếc AMA23 cũng đã có thêm đôi chút cải thiện ở nửa sau của mùa giải, giúp cho Alonso và Stroll có thể tiếp tục đem về điểm cho đội đua, ví dụ như ở chặng đua Sao Paulo GP và Dutch GP. Sau một khoảng thời gian không có mặt trên podium thì Alonso đã mang lại hy vọng cho các fan của mình khi về đích thứ 3 và thứ 2 ở hai chặng đua này, hay màn biểu diễn đầy ngoạn mục của Lance Stroll ở Las Vegas GP khi anh đã về đích ở vị trí thứ 5. Đây không phải là một sự cải thiện nhỏ nhoi về mặt phong độ của Stroll, và để tiếp tục thách thức các đối đủ ở top trên, Lawrence Stroll đã bổ sung cho Aston Martin thêm một nhà máy với trị giá là 200 triệu bảng nhằm cải tiến khí động học và hiệu suất cho chiếc AMA24 sắp tới của họ. Đối đua này chắc chắn sẽ tiếp tục đấu tranh để có thể tiếp tục thách thức gã khổng lồ Red Bull
và rất có thể Aston Martin có thể nuôi hy vọng giành được chiếc vô địch thứ 3 cho Alonso cùng chiếc vô địch đầu tiên của đội đua này. Liệu rằng Aston Martin có thể đem đến trong mùa giải 2024 một chiếc AMA 24 đầy mạnh mẽ cùng những sự tinh chỉnh về nhân sự hiệu quả, hay AMA 23 chỉ là một sự tỏa sáng nhất thời? Hãy cùng đón xem Formula One mùa giải 2024 độc quyền và trực tiếp trên truyền hình cả cộng.